Hi, chào anh em và các bác nhé. Rất vui lại được gặp anh em và các bác trên kênh YouTube của em. Hôm nay em lại mới về được một chiếc máy ảnh của Canon. Đấy là máy ảnh Canon 600D. Em xin phép quay qua về ngoại hình cũng như quay test qua về các chức năng của em ấy cho các bác và anh em biết. Để các bác và anh em có nhu cầu thì liên hệ với em ạ. Đây là ngoại hình của chiếc máy ảnh Canon 600D các bác và anh em này. Đấy. Ngoại hình thì còn rất ok, không đến mức xấu, cũng không phải là đẹp các bác nhé. Này, chiếc máy ảnh này ấy, thì là có màn hình xoay lật này. Đấy, xoay lật này, nhưng mà không có cảm ứng các bác và anh em nhé. Đời này nó chưa có cảm ứng, nó là con đời đầu của màn hình xoay lật. Đấy, xong em này đến em 650D thì nó mới có xoay cảm ứng các bác và anh em nhé. Chiếc máy ảnh này thì chụp ảnh là 18 megapixel. Đấy, quay phim là Full HD. Đặc biệt nó có cục mic rời này này, cho các bác và anh em về cắm mic rời thu âm làm video rất chi là tốt. Đấy. Chiếc máy ảnh này thì phụ kiện kèm theo em ấy là gồm có này, body này, pin này, thẻ nhớ này, sạc này, dây đeo này, và một chiếc đặc biệt một có là một chiếc len 3570 này. Này. Đây, 3570 các bác và anh em nhé. Cả bộ này thì em bán với giá là 3,5 triệu nhé các bác và anh em nhé. Nếu bác nào không lên lên thì em trừ đi vài trăm. Đấy. Đấy. Đây là cả bộ của em ấy, đi theo máy như thế. Đây, em xin phép lắp len vào thử test qua vài kiểu cho anh em và các bác biết nhé. Này. Màn hình xoay lật này. Đấy. Đấy. Nét không? Có vẻ nét phết đấy các bác và anh em. Đấy. Cái len này đặc điểm của nó lấy nét là cứ chẹt 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 các bác ạ. Đấy. Đấy. Này, em zoom con lên cho các bác và anh em xem nhá. Đây. Nét phết đấy. Đấy. Đấy, đây em zoom lên cho các bác và anh em xem này. Ấy, nét chưa? Nét phết đấy. Đấy. Đây, flash đấy. Đấy. Đấy, flash đây nhá. Đây, em zoom lên cho các bác và anh em xem này. Đấy, nét không? Ok phết đấy. Đấy. Đây. Với ngoại hình và mức giá như thế này thì không có con nào qua được con 650D D600D nào đâu các bác ạ. Này. Nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đây, em xin phép quay qua cho các bác và em ngắm nghía thêm một lần nữa cả bộ nhé. Đây. Đây ạ. Vậy bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Qua số điện thoại của em là 0982988007 hoặc fanpage của em là Thu Mua Máy Ảnh Cũ Giá Cao Hà Nội nhé. Vậy các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, hoặc có câu hỏi gì thì cứ comment dưới phần comment giúp em nhé, để em có thể trả lời các bác, hoặc là cứ trực tiếp liên hệ với em qua số điện thoại ạ, là tốt nhất ạ, để em có thể trả lời các bác trực tiếp luôn ạ. Đây. Nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá. Một chiếc máy ảnh nhá, có cổng mic rời này, có màn hình xoay lật này, và đặc biệt là quay phim Full HD này. Đấy. Quá ok các bác và anh em ạ. Đấy. Các bác không thích thì có thể thay mua thêm một chiếc len cắm vào đây là có thể ok. Đấy. Các bác mua body không em bán nhá. Chiếc len này thì nói chung là nó có thôi. Có cho vui thôi. Đấy. Không có không được. Chống cháy thôi các bác và anh em ạ. Thôi, em xin phép dừng video tại đây nhé. Các bác và anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ạ. Để biết thêm thông tin cứ liên hệ với em nhé các bác nhá. Thôi, em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác và anh em video sau nhá. Các bác và anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Để mỗi khi em đăng video thì các bác và anh em biết để
Có gì hay các bác mời em vào chốt nhé. Thôi em xin phép. Xin chào các bác và anh em nhé. Bye bye.